Hôm nay mình sẽ bán con Denon S10, một cái con ly thuộc series S, với giá rẻ hơn so với thị trường khoảng là 4 triệu, 4 triệu rưỡi. Thì giá thị trường khoảng 12 triệu mấy, 13. Thì giá bên mình bán là 7 triệu 8 nha. Denon BMA S10. Lý do của việc rẻ đó là do cái mặt tiền của nó. Nó hơi có một vài vết ố và có vài cái dòng chữ nó bị hơi bị lợt, hơi bị mờ. Chắc là do bên đó người ta xài, người ta không để bảo quản tốt thì nó hơi bị như vậy. Đó, các bạn thấy không? Mình quay rất là kỹ nha. Cái mặt tiền của nó thì nó hơi bị ố ố mấy cái góc này này. Nhưng mà nhìn gần mới thấy cũng không ảnh hưởng gì. Đó, các nút chữ bên này thì không bị mờ. Cái chữ ốp này thì cũng hơi mờ mờ chút. Rất là kỹ nha. Chủ yếu là mình sẽ quay kỹ và mình test sơ nhạc cho các bạn nghe. Nhưng mình bán 7 triệu 8 thôi. Cái logo đèn ông này nó khác luôn nè. Nó khác luôn vào bên trong này. Đó, mình rờ vào mình thấy cái rãnh nè. Đó. Mặt tiền cái lưng của nó thì cũng gọi là tương đối. Có vài vết tràn nhưng mà lưng riêng. Lớp da chứ không có phải là sơn lại gì đâu nha. Các con ốc thì còn rất là vàng luôn. Các cái giắc cắm loa cũng còn rất là mới. Model BMA S10. Con này là dòng high-end của Denon nha. Rồi. Đây mình test với cái đầu dàn mã Cambridge Audio này. Mình cắm dây AV qua. Mình bán dây luôn cái dây Acoustic này này, mình có bán này. Dây này là 1 triệu mốt một bộ. Có cục chống nhiễu luôn. À, các bạn có nhu cầu mua dây loa thì bên mình có dây loa Litton này này. Dây là dây Mỹ. Đồng mạ bạc. Dây này thì có các cái lựa chọn là hai đầu bắp chuối hoặc là đầu một chuối mỏ chim gì tùy các bạn sử dụng nha. Bây giờ mình test thử các bạn một đoạn nhạc, mình thử ba lần bát kép luôn nha. Đây mình tắt kép này, tăng kép này, tắt bát này, tăng bát này, ba lần này. Tắt tông này, tắt tông là đi rết, tắt giảm bắp tông này. Mở bài của Ngọc Lan đi. Còn về mã Cambridge Dark Magic Plus này. Xin lỗi các bạn, cái con Cambridge này mình cắm điện vào cái con lê xanh xui, mình tắt cần mất tiếng, sorry. Đây mình cắm điện vào con lê xanh xui, mình bật lại nha. Trong các bạn là nghĩ mình cắm nhạc của con xanh xui là chết. Đây, âm lây đèn ông này tăng giảm âm lượng nè. Bếp này. Bát này.
dây loa mình đang cắm vào con đèn ông nha, không liên quan gì sang xui nha. Tại có nhiều bạn đặt ra cái thuyết âm mưu là mình chơi âm ly hay hơn, mà mình test âm ly, quay âm ly rẻ hơn là không phải nha. À, dây loa này đó, mình tắt âm ly này, mình mở âm ly này, thử là nó không có bị bập hay gì hết nha. Nó sẽ mất khoảng 10-15 giây để đóng trở lại. Cái này thì cũng ta có thể chơi tiết tấu nhanh nhanh một chút cũng được. Mẹ ngồi nguyện cầu hàng bao đêm, lời kinh vọng xa thật êm đềm, mẹ cầu cho con. Rồi, như vậy là mình đã test xong rồi. Con này thì giá là 7.800.000. Các bạn có nhu cầu hãy liên hệ mình, số điện thoại dưới góc màn hình. Đừng quên đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà mình đăng lên mỗi ngày nha. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo.